Câu hỏi Dương muốn hỏi là cái vaccine đậu mùa đông móng của lợn đấy, có những trại tiêm mà vẫn bị Vâng, thì alo vâng tôi đó. nghe rõ rồi. Anh nói rằng là cái vaccine đậu mùa móng mà tiêm Vâng. cho lợn, thế nhưng mà có cái chỗ là tiêm rồi nhưng bệnh nó vẫn phát ra, có đúng không ạ? Vâng, Ý vâng ạ. anh ý muốn hỏi tôi thế, tức là cái vaccine không chất lượng không tốt. Nó có hai vấn Vaccine chất đề. lượng tốt. Cái vaccine Vâng. đậu mùa móng ấy là vaccine nó chế dạng ngũ dầu. Đấy. Thì anh phải Vâng. xem là người ta cái vaccine đó anh mua ở cái công ty nào nó có đảm bảo chất lượng không, bởi vì nếu không đảm bảo chất lượng thì rõ ràng tiêm nó không tạo ra được cái kháng thể để mà trung hòa với virus đậu mùa móng thì rõ ràng nó vẫn bị bệnh, À. rồi bị bệnh đúng không? Đó là cái thứ nhất. Vâng. Cái thứ hai là có khi nó chế tạo ra chất lượng tốt nhưng mình bảo quản không tốt, mình bảo quản không tốt chẳng hạn. Thế nó quy định ví dụ chẳng hạn nếu phải để ở tủ lạnh dương đấy, trong Vâng. thời gian nào, nếu mà vaccine chết mà để tủ lạnh dương Vâng. đấy, sau đó khi mà trước khi bỏ ra để mà tiêm ấy thì mình phải để trên Vâng. bàn để nó đạt cái nhiệt độ trong À. phòng khoảng 26 độ C thì mình tiêm nó không bị phản Vâng. ứng đúng không đấy, và khi đó Vâng. nó sẽ tạo ra kháng thể để mà phòng bệnh Vâng. đậu mùa móng. Đấy là cái việc nhất. Thứ Vâng. hai là anh phải chú ý này này, Vâng. bệnh đậu mùa móng đối với lợn nó chỉ có một tiếp duy nhất là serotype O thôi. Đấy. Đấy, cho Vâng. nên là mình phải xem là sẽ đúng serotype O không, không thì không cẩn thận này có khi serotype O không tiêm lại tiêm serotype A chẳng hạn, thế thì A nó không bảo vệ cho O được mà ngược lại O không bảo vệ cho A được. Đấy, cho nên mình phải xem thật À. cận lực cận cả kẽ chỗ đó đúng không? Đấy, phải Tức xem là cho cẩn thận. phải là cái vaccine là nó móng tiếp cô Tiếp O thì mới phòng bệnh cho lợn. à? Vâng, cách anh cách cách phòng như thế nào anh? Không, cái phòng thì rất đơn giản thôi, người ta hướng dẫn tiêm đối với vaccine này thì thường là tiêm bắp, tiêm ở dưới mang tai ấy. Đấy, thì mình phải trước khi tiêm mình phải sát trùng bằng cồn iodin, sát trùng cái chỗ tiêm ấy. Đấy, sau đó thì mình tiêm nhưng mà tuyệt đối không được phép dùng cồn để sát trùng serranh. Đấy, vì nếu dùng cồn sát trùng serranh nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của vaccine. Đấy, thế thì mình chỉ để sát trùng ngoài thôi. Vâng, thế mình tiêm bình Và thường ngoài thôi. ra còn còn phòng phòng thuốc phun được không anh ạ? Không, nếu phun thuốc tiêu độc khử trùng thì định kỳ thường xuyên mỗi một chăn nuôi ấy, mà chăn nuôi với cái quy mô tốt ấy thì mình phải thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên đối với trại chăn nuôi. Theo tôi nếu tốt nhất là mỗi tuần một lần. Đấy, thì nó sẽ an toàn. Đấy, nhưng mà phải mỗi tuần một lần là an toàn. Đấy, và cố gắng là khi chăn nuôi thì đừng để cho người ngoài vào trong trại nuôi nhà mình. Đấy là cái điều bắt buộc. Thứ hai, mình có vào chăm sóc đàn lợn ấy thì phải thay quần áo, thay ủng được sát trùng kỹ lưỡng. Cái đấy gọi là gì? Cái đấy gọi là an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đấy, nhất là bây giờ hiện nay nó đang bị cái bệnh bệnh gọi là bệnh dịch tả lợn châu Phi đấy. Đấy, nó đang uy hiếp đất nước ta đấy. Đấy, vì Trung Quốc là đã sát sạt vào Việt Nam rồi. Thế thì mình phải áp dụng thật tốt biện pháp an toàn sinh học chăn nuôi sẽ hạn chế được bệnh này. Vâng.